Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã chu du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, chân chỉ có ác và đã chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục khi đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân làng. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ dũng cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình mang tên Hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và ở tập trước rất là vui luôn, bởi vì... Ui cái gì? What the hell? Mới ngồi lên mà mình đã bị thích khách úp sọt rồi các bạn ơi. Màn đất ơi, mình rất là vui bởi vì mình cuối cùng cũng đã có thêm một người bạn mới sau một khoảng thời gian không có bạn đồng hành á. Và kia kìa, đó chính là một cái nhóc rồng đỏ các bạn ơi. Dự tính thì hôm nay có thể là mình sẽ đi tìm bạn đời cho cái nhóc rồng đó ha. Để MFA thì cũng hơi tội nghiệp. Nhưng trước đó thì để mình tiêu diệt mấy tên thích khách kia đó. Dám lén phén lên thuyền mình. Rồi hết. Ui trời ơi, nó chọt mình cơ. What? Bọn chúng có gài chiến đấu hơi bị gắt các bạn ơi. Wow, các bạn có thấy nó chọt mình liên hoàn không? Ghê thiệt sự luôn. Và tình hình thì cái giáp của mình nó cũng hư khá là nhiều rồi các bạn. Quần, áo, nón đều hư ha. Chắc là hôm nay ví dụ mà đi khám phá mình mà vô tình gặp một cái ngôi làng nào đó thì có thể là mình sẽ dẫn một vài bác dân làng về cái chiến thuyền của mình để sống chung ha. Rồi, còn phần mình bây giờ trước khi đi khám phá thì để mình coi coi hôm bữa đây mình lượm được khá là nhiều những cái thỏi Ignitium á các bạn. Mà mấy cái thỏi này thì mình có thể chế tạo được một cái thanh kiếm rất là chất chơi nè. Wow, hay là một cái khiên. Hiện giờ mình chưa có khiên các bạn ơi. Wow, mình nghĩ là một cái khiên cũng khá là ok á nha. Quyết định vậy đi ha. Bấm công thức của nó một cái. Thế là chúng ta đã có được bức tường lửa rồi. Hơi bị chết chơi á nha. Úi xà. Hút cực mạnh luôn các bạn ơi. Cái này dùng để áp sát cũng ok lắm á. Rồi, trang bị bên tay trái. Tay phải là cầm thanh kiếm linh hồn. Chiến này là đi quẩy hơi bị tự tin rồi đó nha. Rồi, và tranh thủ trời còn sáng nè. Chắc mình sẽ đi sớm về sớm luôn các bạn ơi. Và hôm nay có thể là mình sẽ có một chuyến đi về hướng bên này đi. Bởi vì hướng đông là một trong những hướng mà mình rất là ít khi đi khám phá đó. Mới đi được một lúc thôi, mình đã gặp được một cái con thuyền hải tặc các bạn ơi. Rồi bọn này tới số rồi. Cướp biển mà gặp cướp cạn. Ôi trời ơi, trời ơi. Ui da, sung vậy. What? Chủ động nhảy xuống để bắn mình luôn mà. Bọn này cũng khá phết đấy. Rồi, để mình tiếp chiêu bọn chúng cái ha. Đông vậy. Đông. Đông thì mình càng khoái. Tên đó xa quá, chắc mình cho nó một cái mũi tên vô mông. Ui, trời đâu vậy? Hai mũi mới hạ được. À, tên này tranh thủ hả? Tranh thủ bắn ra hả gì? Chơi mà chơi bắn lén. Cụp luôn. Ở dưới nước cũng lâu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trèo lên trên đi các bạn. Coi coi tên thuyền trưởng của con thuyền này là tên nào ha. Ủa, ở trên này không có à? Có thể là tên thuyền trưởng ở tầng dưới của con thuyền này rồi. Ở đây đây, tên thuyền trưởng hay sao nè. Ủa, ý, bọn này còn có kẻ chiêu hồn trong cái con thuyền nữa. What the hell. Lượm được cái vật tổ mới. Quá đã. Đi xuống tiếp coi. Ui, có sách. Lượm luôn. Ê. Núp lùm bắn tỉa hay vậy. Ăn cái bánh kem của bọn chúng luôn nè. Nhưng mà có vẻ bọn này không phải là bọn cướp biển giàu rồi các bạn ơi. Ui 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 trời. Hả? Mới chê bọn chúng luôn. Gặp nguyên cái căn phòng chứa kho báu các bạn ơi. Tới củ kiệu thì chứ. Rồi bọn này gặp mình thì xác định rồi. Mình sẽ chừa bọn chúng cái nịt thôi á. Ok, ui trên này vẫn còn nữa nè. Sao mà bỏ được. Trong rương thì sao? À, cũng có tiếp khoáng sản các bạn ơi. Nói chung là cũng kha khá đấy. Mặc dù không có kim cương nhưng mà không sao, có ngọc lục bảo thì cũng tốt. Có gì tí nữa mình dùng để trao đổi với dân làng ha. Ok, thuyền cướp biển thì cũng đã quét sạch rồi. Bây giờ chắc là... chú quét sạch. Trời ơi, bọn này nó núp. Chắc là bây giờ mình sẽ tiếp tục ra khơi thôi. Đi thẳng về hướng đông ha. Có vẻ hướng đông này là một cái vùng biển rất là bự luôn các bạn ơi.
Tha hồ để mình khám phá đây. Wow, ở phía trước mặt mình còn có một cái thủy cung. Sao con thuyền đó nhìn quen quen vậy? Giống cái thuyền mình đang ở vậy. Và thêm... Ây! Ôi chua chua chui. Ây da! Con gặp giang hồ biển đích thực rồi. Giang hồ biển hả? Rồi giang hồ biển gặp giang hồ cạn rồi. Ui chua chua chua. Niên này đâm ghê quá. Này thì ha. Múa múa. Trời trời. Ăn múa múa khó chịu ghê á. Trời ơi còn hơn Florentino nữa. What the hell? Rồi, mình đã hạ được hắn rồi các bạn. Chưa gì mà gặp giang hồ biển. Ôi trời trời trời, ở dưới còn có con Naga nữa kìa. Kệ nó đi. Giờ mình quan tâm đó chính là cái thủy cung này. Mình sẽ đột nhập vào trong để chúng ta lấy kho báu của thủy cung á. À, ơi, hình như ở trên cao này có chỗ của... Ôi, văng game luôn rồi. Lần này rút kinh nghiệm không có vô trong đó các bạn ơi. Đi đường dưới này đi cho chắc. Một lần có thể là do mình xui, nhưng mà hai lần chắc chắn là chỗ đó nó có vấn đề các bạn ạ. Thôi, bỏ đi, đi chỗ khác thôi. Mặc dù cũng hơi tiếc đó các bạn ạ. Kiểu gặp được thủy cung trong đó có đồ ngon mà không có ghé vô lấy được á. Hy vọng là những cái vùng đất tiếp theo sẽ bù đắp cho mình nha. Mới khởi đầu thôi mà thấy gian trưng vậy trời. À mà bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovegood hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ủa nhưng mà khoan, từ từ. Mình có em rộng mà ta sao mình phải bơi thuyền chỉ cho mệt trời. Ừ ha. Trong khi rõ ràng là mình có thể cưỡi rồng và đi khám phá. Ok, thành công. Đã, mình đã leo lên lưng của cái nhóc rồng đỏ này rồi á. Bây giờ cứ thông thả mà cưỡi rồng đi khám phá thôi. Khoan đã. Trên đường đi mình phát hiện ở đây nó có một khu vực hơi lạ các bạn ơi. Bốc khói các thứ kìa. Ui, cạnh đây còn xuất hiện thêm một ngôi nhà nữa. Wow. Ui, công trình này nhìn lạ nha. Ở trên thì không có gì các bạn ạ. Để mình coi phía dưới coi. Ồ, nó cũng có lối vào đàng hoàng. Nhưng mà để em rộng ngoài cũng hơi lo các bạn ạ. Hôm qua là bị mấy cái... Trời. Chưa gì là bọn chúng đã mò tới rồi. Úi dồi. Quậy thiệt chứ. Trong này sao mình thấy có yêu tinh nữa vậy? Hả? Có khi nào đây là nhà có yêu tinh không? Trời, con này nó múa thương kìa. Tôi. Mình tổm nào. Chuyện đâu còn có đó mà. Úi. Gì nữa vậy? Trời, coi nó cầm trường kiếm nó múa kìa. Ủa mày chui. Đóng cửa lại. Mình cần phải đạp spawner lẹ. Ê. Thì ra bọn chúng tụ tập bên ngoài. Ui chui. Nó định ấy, tới công chuyện với mình trong cái khu vực này sao ấy. Căng rồi. Trong này thì có rất là nhiều đầu lâu xương sọ. Kệ sát cái thứ và một cái rương ở đây. Ủa? Rương trống à. Trời, còn gặp con quái vật rương nữa. Ủa kìa vậy. Chỗ thì đúng bự nhưng mà không có đồ gì bên trong hết các bạn ơi. Hơi lạ. Ôi trời. Đây còn có cái đậu lâu gì nữa kìa. Úi, lại là cái rương. Nữa nè. Nguy hiểm nha. Quá trời con mimic luôn. Hết rồi. Lạ nhờ. Còn cái đậu lâu này thì mình có lấy về được không? Ôi. Triệu hồi ra một cái con xương boss rồi các bạn ơi. Ôi dạ. Trời, con này đánh cũng gắt đấy. Không sao. Mình sẽ đánh gắt hơn. Nó mới chịu. Ôi, nó triệu hồi đệ. Ấy da. Triệu hồi đệ hả? Xử hết đệ luôn. Dám làm phiền hả? Rồi gặp ngay có cái con mà nó tuyệt chiêu siêu cấp triệu hồi rồi các bạn. Triệu hồi nhiều dã man luôn á. Ui không được rồi, mình phải hạ nó thôi. Trước khi nó triệu hồi quá nhiều con xương. Ok. Mình tung đòn lia chia loạn xạ hết các bạn ơi. Và cuối cùng cũng hạ được nó rồi. Thì ra đây là chỗ của một cái con xương bị nguyền rủa các bạn ơi. Với cái năng lực triệu hồi cực gắt luôn. Hên quá.
mình vẫn còn sống. Và coi coi, hồi nãy không biết nó có rơi ra đồ và văng vô người mình không nữa. Mình đã hạ hết mấy cái con lính lét rồi. Kiểm tra lại nè. À, hình như nó rơi ra cho mình một cái key update. Wow, wow. Công dụng của nó thì... Oh, nó có thể kết hợp với ba cái loại chìa khóa khác nữa. Và một con mắt để tạo ra Abyssal Device. What the hell? Sao giống như là tìm ra chỗ của boss cuối vậy? À, có thể lắm các bạn ạ. Wait, bữa nay mình còn gặp thứ dữ nữa. Có lý ta. Vậy là sắp tới có thêm đối thủ để chúng ta thử sức rồi. Nhưng mà trước hết thì mình cần phải đi ra khỏi đây cái đó. Rồng vẫn ổn. Sao toàn mấy cái con nó nhảy lên rồi nó phát nổ và làm mất cái tầm nhìn mình hả? Mình cực kỳ ghét những cái con đó luôn á. Chơi mà chơi che mắt người ta vậy. Nữa đánh lén nữa cơ. Đỡ cái là nãy giờ bọn chúng không có úp sọt em rồng nhà mình á, chứ không thôi là mình không có bảo vệ được ẻm đâu. Rồi giọt thôi lẹ. Ok. Ê, trời ơi, em rồng mình say ngủ các bạn ơi. Kêu em bay lên mà em cũng đáp xuống em ngủ một cái em mới chịu. Rồi, phía bên ngôi nhà này để mình coi thử coi. Ồ, có bạn enchant. Và có làng cái bên đây nữa. Rồi, để em rồng trên này là siêu cấp an toàn rồi. Mình có thể an tâm đi xuống dưới ha. Coi thử coi dưới này có gì đây ta. Sơ qua là một cái bàn enchant đây nè. Ui, có bông hồng Twitter đâu nữa. Bàn enchant là lụm nè. Hối slam. Lụm luôn. Thế rồi. Bây giờ chắc mình tranh thủ. Ủa cái bác này đi đâu vậy? Bác đi qua đây là xác định bác rồi. Mình bế bác ấy luôn các bạn ơi. Bác này là tự lại mình đó nha, chứ không phải là mình bắt ép gì bác ấy nha. Bác ấy tự lại mình đó, bác ấy chủ động. Nên là thôi mình cũng giúp đỡ bác ấy đi ha. Cho bác ấy một vé đi về chiến thuyền của mình. Ủa sao làng này vắng như trời. Anh William về nhà tôi không? Ê! Rồi mày xong rồi. Ui anh ơi em giỡn anh ơi. Em giỡn. Thôi giỡn thôi. Vui vẻ không quạo nè. Đánh quái đi. Photoshop rồi. Anh quạo rồi. Vui vẻ mà anh quạo là ẩu rồi. Trời ơi sao Golem nhanh vậy. Trời ơi anh còn tán mình nữa kìa. Thôi anh ơi. Ây da, mình còn sắt không ta? Thôi rồi không. À hình như có mình có đây. Đây. Ây da. Trời ơi anh quýnh mình muốn sưng mỏ rồi. Gắt thiệt chứ. Ủa sao mình nghe tiếng dân làng? Đâu nhờ? Mình nghe gõ luôn, không lệch đây đâu được. Không có trong này. Hay là trong này? Alo? Ủa? À đây nè. Ủa nhưng mà hình như bác này là bác dân làng đần hay sao á? Đúng không nhờ? Đúng rồi. Ban ngày mà còn ngủ mà. Mình cần một bác bình thường xíu là ok ha. Ê, sao có một bác dân làng vậy? Ê, mình mới thấy. Yêu tinh cây. Ủa dạ. À, yêu tinh cây táo các bạn ơi. Yêu tinh cây táo, sợ yêu tinh cây táo luôn. What? Hình như yêu tinh nó xuất hiện trong cái cánh rừng yêu tinh bên kia các bạn. Rồi mò qua đây nè. Bác này sợ quá chạy ra khỏi nhà luôn mà. Bác này có nghề chưa? Nghề cung tên hả? Ui, lại là bác làm nghề cung tên. Cái làng này. À đây. Mình thấy cái khối dạy nghề của bác ấy rồi các bạn ơi. Đó, thất nghiệp liền. Để mình tạo công ăn việc làm cho bác ấy ha. Đừng có chạy nữa, tôi giúp đỡ bác mà. Đừng chạy nào. Ui da. Ê, bình tĩnh. Chơi mà chơi đánh lén men. Rồi, mình sẽ giúp đỡ bác này ha. Ok, được một cặp đôi dân làng rồi các bạn ạ. Chắc là cũng ổn rồi đó. Giờ thì chắc mình sẽ khám phá nốt cái ngôi nhà này. Ủa cái nhà này giống nhà câu cá vậy. Đúng rồi các bạn ơi. Trời, có thanh niên nhâm bay câu cá ở đây. Mình không có đam mê câu cá lắm nên là thôi. Chắc mình sẽ đi tiếp ha. Ở đằng kia mình thấy có nhân ngư. Đúng không vậy? Hay là nhân mã ta? What?
Thân là người nhưng mà mình là con bò hay con ngựa gì đó các bạn ơi, còn cầm rìu nữa chứ. Centaur. À đây là nhân mã các bạn ơi. What? Một tộc người mới nè. Tộc nhân mã các bạn. Wow. Tính ra trong cánh rừng yêu tinh này cũng có nhiều điều bí ẩn phết các bạn nhờ. Hôm thì gặp yêu quái đen thui thù lùi. Hôm thì gặp Hyra, bây giờ còn gặp nhân mã nữa chứ. Ui, chắc chắn có dịp mình sẽ kiểu dành riêng ra một ngày luôn để chúng ta khám phá trong cái cánh rừng yêu tinh này ha, để tìm kiếm thật là nhiều cái sinh vật bí ẩn khác các bạn ạ. Hướng này có vẻ cũng tiềm năng phết, thôi chắc mình đi luôn đi. Không đi về hướng đông nữa các bạn, đi về hướng đông toàn là gặp biển đó mà. Thế nhưng bây giờ có một cái vấn đề là giáp mình nó ngày càng hư nặng hơn rồi, cho nên là bắt buộc mình phải về nhà để chúng ta tìm một cái bác dân làng bán cho mình sách sửa chữa ha. Rồi, tạm thời thì thả hai bác này ở trong này đi. Mình chuẩn bị đồ nghề cái đã. Ít, ôi thôi xong rồi. Trời ơi, bác ấy học nghề câu cá luôn rồi các bạn ơi. Không biết có vụ gì nữa mấy bác này lo lắng như vậy. Tôi cũng làm gì với bác đâu, tôi hiền khô rồi. Đây, đừng có chạy nữa nào. Làm gì chạy còn hơn là mình chuẩn bị làm chuyện động trời với mấy bác này nữa. Mình chỉ cho mấy bác ấy vô đây học nghề thôi mà. Rồi, học nghề giùm tôi ha. Còn không thì mấy bác cũng hiểu hậu quả rồi đó. A few moments later. Bác bên này bị sao? Ô, đây. Cuối cùng bác ấy cũng chịu học rồi các bạn. Tưởng đâu bác ấy không chịu hợp tác chứ. Giờ thì mình sẽ ngồi đây dạy cho hai bác này tới khi nào mà tìm được sách sửa chữa thì thôi ha. Còn nếu lâu quá mà không có được sách sửa chữa thì tới công chuyện hai bác này liền. Sau một lúc thì cuối cùng mình cũng đã tìm được sách sửa chữa rồi các bạn à. Bác này có vẻ cũng chịu hợp tác đó. Rồi, và cái giá mình phải trả cho một cái quyển sách sửa chữa thì cũng không quá mắc các bạn à. Đâu đó cỡ 10 ngọc lục bảo thôi. Ok, mình sẽ lấy ra 30 viên ngọc lục bảo ha. Thêm 3 quyển sách nữa. Để chúng ta hốt về 3 quyển sách. Sau đó thì chúng ta sẽ ép vào cái bộ giáp của mình ha. quá đã luôn. Cởi nó ra trước nha. Cho vô cái đè. Quần, sửa chữa. Áo cũng có sửa chữa. Và cuối cùng là cái nón. Ok, rồi bể luôn cái đè rồi. Nhưng không sao, mình sẽ có một cái đè mới xây cua ha. Rồi, ngon lành luôn. Bây giờ thì chỉ cần sửa lại cái áo giáp cho nó phun phun đôi bệnh tí. Rồi chúng ta đi quẩy cho nó tự tin ha. Ở phía dưới kia là một dạng công trình gì à? Hay là nó là một cái tế đàn ta? What? Ở ngay trung tâm mình thấy có một cái thanh niên gì kìa các bạn ơi. Ủa? Úi trời. Ây, cái thanh niên này cầm cái búa. Nó định gõ lén mình các bạn. Con đó nó cày mình từ đầu tới giờ luôn các bạn, để đi. Nó gặp mình là nó sẽ tìm cách để nó gõ mình à. Mà trong khi nó đâu phải là đối thủ của mình. Lần nào gặp mình nó cũng bị mình gõ cho u đầu mà nó không sợ. Con này nhìn gì? Ủa? Đây là Terrible Ten Summon Block. Hả? Đừng nói lại là triệu hồi boss nữa nha. Sao mình nghi vậy? Ủa? Khi mình chạm vào nó sẽ triệu hồi ra một cái con golem. Ui. Không sao. Trời, mình có khiên mình đỡ được. Đánh xong rồi mình đỡ liền các bạn. Đó. Cứ đánh xong một cái là mình đỡ khiên ha. Ui. Trời, nó dậm để phát nổ cơ. Đỡ tiếp. Ôi, công nhận bữa nay mình làm cái khiên á, chất lượng ghê. Đỡ được một mớ đam của nó các bạn. Đây nè. Rồi. Tới công chuyện, kết liễu nè. Mình đã thiêu rụi được con boss này rồi. Úp. Gì vậy? À, nó bị phân ra thành nhiều mảnh các bạn ơi. Ui. Đủ bộ phận trên người nó luôn kìa. Có cái bàn tay đằng kia nữa nè. Xử cái bàn tay luôn. Yes. Thành công rồi. Ui, nó còn mở ra được một cái thành tựu gì nữa. À, nó cũng cho mình một cái chìa khóa nữa nè. Ê, vậy là nãy giờ mình thu gom được 2 cái chìa khóa trên cái chuyến đi lần này rồi. Wow. Đồng thời mình còn có thêm được những cái cục này nữa nè. Ui,
mình có thể triệu hồi đệ nè các bạn. Wow, tổng cộng là có 9 đệ nha, mình là đại ca. Đã vậy. Ủa rồi bây giờ mình có thu hồi đệ lại được không vậy? Nope. Bây giờ đệ sẽ chạy theo mình không? Nope. Oh no. Mình không thu hồi đệ lại được các bạn ơi. Ủa, cho người ta triệu hồi ra mà không cho người ta thu hồi lại, trời. Kỳ cục á. Rồi luôn. Coi như những người đệ này ở đây để tưởng niệm boss mình vừa đánh đi ha. Chứ mình là mình cưỡi rồng rồi, đệ đâu có cưỡi rồng chung mình được đâu. Ủa, hơi tiếc một tí xíu ha. Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ các bạn. Ngay phía trên của cái cánh rừng này, mình phát hiện có một công trình. Nó kiểu như là một cái đảo bay vậy đó. Wow. Ôi trời, sao trong kia nhiều ngựa xương đấu đá nhau vậy? Hả? What the? Có chuyện gì ở trên này à? Hơi lạ nha. Ok, để em rồng ngủ giấc đây. Mình sẽ bật cua lên đó các bạn. Nhưng mà không cẩn thận các bạn ơi. Tay một ly thôi là đi bằng đường hàng không về đó. Dead Knight. Ủa? Cái gì? Ủa sao Dead Knight trên đó? Ê, đằng kia là một con nhìn giống như con giám hộ ở trong thủy cung vậy đó các bạn. Nhưng mà cái màu nó lạ lắm. Ui da, trời ơi. Căng vậy. Trời ơi, sao nhiều cái thanh niên á ở đây bảo kê cái con giám hộ bí ẩn kia vậy. Ui, thôi xong rồi, mình lỡ khịa cái con giám hộ kia rồi. Ui, nó tức lên rồi các bạn ơi. Nó xét đánh đùng đùng rồi kìa. Bắn nó. Ừ, con này mình có thể dùng. Ủa, có thể dùng cung không vậy? Ôi được các bạn, đây là Aero Guardian. Ô, hình như đây là giám hộ bầu trời các bạn ạ. Hả? Skill gì vậy? Wow, tung rất là nhiều cơn bão nhỏ kìa các bạn. What? Không đùa được với hộ vệ bầu trời nhá. Ui trời, xét đánh, không sao hết. Bộ giáp mình hơi bị trâu. Hộ vệ bầu trời hả? Sắp bị gục rồi. Một chặt nữa. Ý. Trời ơi, xét đánh hoài. Một chặt nữa nè. Xong rồi. Wow, mình đã hạ gục được hộ vệ bầu trời các bạn ạ. Thì ra đây là nơi ở của hộ vệ bầu trời chứ không phải là của Dead Knight ha. Là mình cứ tưởng bở. Có rương không? Không có rương các bạn. Nhưng mà được cái chỗ này có rất là nhiều đồng nha. Ý, tôi sống rồi. Mình vứt nhầm cái cây cúp rồi. Trời đất ơi. Ẩu thiệt chứ. Ê, bình tĩnh. Mình sẽ cưỡi em rồng để đi xuống dưới cho an toàn các bạn. Mình không tự tin vào khả năng đặt xô nước của mình ngay bây giờ lắm. Và hồi nãy hộ vệ bầu trời còn rơi ra cho mình một cái cục gì đó khá là bí ẩn các bạn ạ. Để bây giờ mình xuống dưới mình lượm cây cúp xong sẵn mình review cái cục đó luôn á. Đây rồi. Ui, tưởng đâu mất luôn rồi chứ. Rồi, mình đã lượm lại được cây cúp vô tình làm rơi rồi các bạn. Đáng tiện mình sẽ coi thử coi cái cục hồi nãy boss rơi ra có tên là Eye of the Storm, mắt bão các bạn ạ. Ủa, cục này không dùng được. Ừ, hình như nó dùng để chế tạo thôi hay sao. Ủa, cái này nó có thể enchant được. Tuy nhiên hiện tại mình chưa có dùng nó được các bạn ơi. Nếu mà mình dùng nó đánh thì nó cũng không có cái hiệu ứng gì ha. Rõ ràng đây là hàng nóng từ boss rơi ra mà lại không có tác dụng gì à. Hơi vô lý nha. Nếu vậy thì thôi, chắc mình đành phải cất nó vô ba lô thôi các bạn. Một món đồ mang tính chất sưu tầm là chính ha. Nhưng có một cái điều là mặc dù đi qua rất là nhiều vùng đất rồi, thế nhưng mà mình vẫn chưa có tìm được thêm một cái chỗ tổ rồng nào hết các bạn ơi. Vậy thì làm sao em rồng mình có bạn đời đây? Ôi không, ổng lẽ bữa nay không tìm được bạn đời cho em sao ta? Mình nghi lắm á. Nữa nè. Ê. Trời ơi. Trời ơi. Mình gớt ngại rồi các bạn ơi. Rồng bình tĩnh cưng. Bình tĩnh. Không có gì hết. Bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Cưng đừng có bỡ ngỡ nghe. Mình gớt ngại xong em bị xài quần luôn. Ê. Từ từ, đừng có đi luôn nha.
Rồi luôn rồi, chắc em bị sang chấn tâm lý, em kiểu Ủa, alo, đang trên lưng tôi mà. Kiểu vậy. Không có gì đâu, bỡ ngỡ cơn, đừng có vậy nghe. Rồi luôn rồi, trả lại tâm trí em rồng mình đi. Nữa anh không có gớt nài gì nữa. Ok, chịu không? Trời đất ơi, mình mới gớt nài thôi mà em vậy rồi. Ủa? Ê, nhưng mà giờ mới để ý ta. Ở đây nó có một cái đèn lồng. Hết rồi. Chỉ có cái đèn lồng là đáng nghi thôi các bạn ạ. Ồ, có lẽ nào cái đèn lồng này chính là thứ triệu hồi ra quá vật. Ý thiệt nè. What the hell. Chui. Không sao, cái tên này trong khả năng chiến đấu của mình các bạn ơi. Hắn còn chưa đụng vô người mình nữa mà. Bữa nay ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của hiệp sĩ chuyển sinh. Thắng ơi. Ủa sao? Là xong chưa? Ôi, cái gì? Wow, bây giờ hắn đã biến đổi hình dạng các bạn ơi. Nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của mình. Trời, bữa nay mình bá đạo thiệt các bạn à. Trời ơi, đánh cái con boss kia mà nó không đụng vô người mình bất kỳ một cái nào luôn á. Và mình còn mở ra được một cái thành tựu sau khi đánh bại nó cơ. Nó có tên là Blaoge Bringer. Và nó rơi ra cho mình một cái chìa khóa nữa. Tính sơ qua là nãy giờ mình đã gom được 3 cái chìa khóa rồi các bạn à. Wow. Bây giờ mình chỉ còn thiếu đúng một cái chìa khóa màu đỏ thôi à. Ê, có lý nha. Chắc là bữa nay mình sẽ thử đi tìm 4 cái chìa khóa bí ẩn này các bạn à. Để coi sau khi tìm đủ chìa khóa và chế tạo thì nó sẽ dẫn mình tới đâu ha. Biết đâu đó lại là một vùng đất mới để chúng ta có thể tiếp tục khám phá. Uầy, nghe tới đó thôi là thấy hấp dẫn rồi đó. Ở đây lại thêm một ngôi làng nữa nè. Ồ. Cũng lâu rồi mình chưa có hành nghề lại các bạn à. Lại thêm một cái đảo bay khác của một hộ vệ bầu trời nè. Ui, con này. Đi chỗ khác liền. Còn đứng ở đó hả? Rồi đi luôn. Mà đã lỡ gặp hộ vệ bầu trời rồi thì nhất định mình sẽ ghé qua làm một hiệp ha. Ê, mà hồi nãy á, mình có search Google thử thì hộ vệ bầu trời có rơi ra thêm đồ á các bạn. Ui. Nhưng mà mình cần phải cẩn thận nha, kẻo bị mấy cái lửa này đốt đồ á. Ok, đánh nhanh rút gọn nào. Trời ơi, cái lưỡi hái mình chặt hộ vệ bầu trời cơ, cực kỳ gắt luôn các bạn ạ. Ở đây nè, rơi ra rồi. Yay. Tổng cộng là rơi ra tới 3 món đồ nha. Bao gồm một cái Storm Slasher, một cái vũ khí các bạn. Wow. Ui. Ủa, mỗi lần chặt thì mình sẽ bị nhảy lên các bạn ơi. Còn có skill gì nữa cơ. What? Dữ á. Ê, bây giờ thì mình đã có thể sử dụng được cái Eye of the Storm rồi nè. Wow. Ngoài ra thì còn có cái Storm Chart nữa. À, mình hiểu rồi. Vậy là cái này á, nó sẽ sử dụng Storm Chart để tấn công á các bạn. Vậy thì biết bao nhiêu mà dùng cho đủ trời. Ok. À, và có thêm một cái thông tin nữa. Đó chính là boss cuối cùng mà chúng ta cần đánh á. Nó sẽ không có nằm ở trên mặt đất. Rồi, thôi xong rồi. Ui mày đây. Nó sẽ nằm ở dưới lòng đất. Nhưng mà khoan, cái quần đùi gì vậy? Reaper đột biến các bạn ơi. Ui da. Con này láo. Chơi mà cà kìa hả? Cà kìa nhầm người rồi cú. Mẹ đứa ơi. Bữa nay có phải đêm trăng máu mà đông quá vật vậy? Thánh thần à. Y như cái bạc ti vậy đó. Bọn này mở bạc ti rồi. Ý. Trời ơi, cái con Reaper đột biến này mình phải xử nó thôi các bạn ơi, trước khi quá trễ. Ui, nó đang hút mình vô. No. Hình. Đồng thời nó cũng rơi ra một cái trứng Reaper các bạn ơi. What?
cái trứng này không biết mình có đem về được không á. Ồ. Ê. Trời. Mình có thể đem về được nha. Nhưng mà bằng cách đó chính là mình đội cái trứng Creeper này trên đầu các bạn. Trời đất ơi. Bữa nay mình cái có cái nón hơi bị chất chơi người dơi ở trong thế giới hiệp sĩ chuyển sinh các bạn ạ. Ok, và như đã nói hồi nãy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi khám phá dưới lòng đất thôi. Mình nghĩ á, cái khu vực của boss cuối này có thể là nó sẽ nằm gần cái chỗ của hộ vệ bầu trời á. Thế nên là mình sẽ tìm một cái hang gần đây. Ở đây nè, đây có cái hang nè. Rồi chúng ta bắt đầu đi khám phá ha. Ôi các bạn ơi, ở ngay cái hang này mình thấy có một cái nhóc goblin nhìn rất là dễ thương luôn nè. Trời ơi, cưng lắm các bạn ơi. Đang quải một cái bẫy ế có chân. Trời cái nhóc này. Để mình đưa em tới cái chỗ an toàn hơn đi. Nè, ở đây chơi với Tiêu Cường đi nha. Trời à. Cưng thiệt chứ. Ui. Really nigga. Ủa gì là mình gián tiếp mình hại cái nhóc đó đúng không các bạn? Ủa tính làm người tốt ở về thành người xấu luôn rồi. Thì cái tên ở đây có một cái công trình gì đó nhưng mà nó có gạch không thể bị phá vỡ luôn kìa các bạn ơi. Unbreakable brick. What the hell? Rồi vô trong này kiểu gì? À đây. À nó sẽ có lỗ để cho mình chui vô các bạn ơi. Ra là vậy. Chặn nước lại cái đó. Không thôi nước tràn xuống dưới. Ok. Hả? Chính xác rồi. Đây cũng là công trình mà mình đang tìm nè các bạn. Ngay đây là cái ngai vàng nè. Để mình làm tấm hình đây cái đó. Trời, tự nhiên thấy mình cũng hợp với cái ngai vàng này phết các bạn ơi. Rồi đứng thẳng lưng lên cái nào. Đó, làm tấm hình cái ha. Úi da, hơi bị quá slap luôn. Ui hình như nãy mình mới đứng lên cái vương miện của vị vua ở đây thì phải. Đúng không? Mới mắt luôn. What the hell? Oh my god. Oh, và cái đó cũng là cái đi mình triệu hồi boss ở cái khu vực này á. Kia là vị vua rộng hay sao vậy? Ừ, hình như đó là một vị vua rộng các bạn ơi. Ok luôn. Hiên đã có. Vũ khí cũng đã có trên tay. Bước vô đây. Trời ơi, vị vua rồng nhưng mà gặp mình thì cũng tắt điện thôi các bạn ơi. Ủa, vị vua rồng hay là vị vua thằng lằn vậy? Xong rồi. Ủa, ở đây nè. Giờ mới xong các bạn ơi. Ủa, hiệp 2. Trời. Mấy cái boss sau này toàn là hai hiệp mới hạ được thôi hả các bạn ơi. Trời, vua này cũng lướt ghê đấy. What the hell? Thánh thằng à. Vị vua đó rơi ra cái thanh kiếm chà bá nội luôn. Và đây rồi, chìa khóa mà mình đang tìm nè các bạn. Yes. Mình được cái thành tựu gì cơ? God Slayer. Wow, bá cháy thiệt. Thế là chúng ta đã đủ được 4 cái chìa khóa rồi các bạn à. Mặc dù hôm nay không tìm được bạn đời cho bé rồng, tuy nhiên thì tìm được 4 cái chìa khóa cũng gọi là khá là thành công rồi ha. Và cái thanh gươm của vị vua đó có cái tên là Blade of War. Đại khái là thanh gươm của chiến tranh các bạn à. Không biết mình dịch có sát nghĩa hay không nữa. Nhưng mà nhìn nó khá là hợp với cái khiên của mình nha. Trời ơi, nó bự, nhìn thích thì. Các bạn có thấy cây kiếm này chất chơi không? Mình là thấy hơi bị chất luôn á. Rồi, chỉ có điều là cây này nó không có đánh nhanh cho lắm các bạn à. Ừ. Nhưng không sao, bây giờ thì nhiệm vụ của mình ở đây cũng tương đối là ok rồi ha. Để bây giờ mình lấy nốt vàng cái đã. Tao mà bỏ được các bạn coi kìa. Không biết là ông vua này có ăn chặn của dân không mà thấy ông giàu quá trời các bạn. Ôi cơ, vàng mẹ để xây luôn cái khu vực này mà. Bây giờ ông vua đó đã không còn ở đây rồi. Thế nên chỗ này bỏ thì cũng ổn ha. Thôi để mình giữ giùm cho. Không có gì đâu. Mày đừng có bốc quét. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên trên này để mình dẫn em rồng về á. Nãy giờ đi tìm cái chỗ của vị vua rồng kia cũng hơi lâu. Để em ngủ đây chắc mấy giấc rồi đó. Ok, giờ thì đi về thôi cưng ơi. Để chúng ta còn chế tạo đồ nữa. Trước hết thì để nhóc rồng này nằm yên cái đã. Ok, vậy mới an tâm các bạn. Lơ ngớ là em lại bay đi mất đó. Ở cái gì, cái con gì mà nó đập ở phía trên vậy? Mèn đét ơi, mới về tới nhà thôi mà đã có biến rồi.
Tiếp theo mình sẽ lấy que quỷ lửa nè, cũng như là ngọc Ender ha. Rồi bắt đầu kết hợp lại và chúng ta tạo thành mắt của Ender. Ok, và khi đã có mắt của Ender rồi, chúng ta sẽ lấy 4 cái chìa khóa vừa săn được trong ngày hôm nay và ghép nó lại để tạo thành cái được gọi là Abyssal Device. Wow wow wow, không biết là nó sẽ dẫn mình tới đâu đây. Hồi hộp quá các bạn ơi. À, Thổi cái gì? Nó bị viêm cánh mà nó cứ hay thổi thổi các bạn. Trời ơi, rồi thêm cái con này nữa. Yêu. Loạn lạc thì chứ. Ôi đi đi chỗ khác đi nấy. Trời ơi nằm chèm bẹp chứ. Ừ ok. Nằm chèm bẹp trước mặt em rồng nhà mình. Rồi chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu phóng thử cái Abyssal Device này xem coi như thế nào ha. Ủa? Ủa nó không phóng được các bạn ơi. Rồi luôn, có một tin buồn các bạn. Hiện tại mod này đang trong giai đoạn phát triển á, thế nên là hiện tại chỉ dừng ở mức là chúng ta đánh boss và chế tạo cái Abyssal Device ha. Mình có tìm kiếm nhưng mà chưa có tìm ra được cách nào để chúng ta bước vào thế giới Abyss hết á. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có thể sưu tầm cái thiết bị này thôi các bạn ạ. Hey, hơi tiếc thiệt. Nhưng mà nói chung thì hôm nay mặc dù mình không thành công trong việc tìm bạn đời cho rồng ha, nhưng mà ít ra bây giờ mình cũng đã là một hiệp sĩ hạng real rồi các bạn ạ. Đi thanh trần rất là nhiều quái vật, cực kỳ mạnh luôn á. Mà có con á mình đánh còn không mất giọt máu nào nữa cơ. Thế mới đã đó chứ. Rồi, và những thanh kiếm tuyệt vời cũng đã được mình mang về ha. Trời, đẹp nha, treo xuống đẹp. Thanh kiếm dày ngoằn này thì sao? What the hell? Nó bự tới mức mà... Trời ơi, lũng xuồn mình luôn. Ủa, lũng thuyền mình luôn rồi. Quá đã luôn rồi, các bạn ạ. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa ở trong thế giới hiệp sĩ chuyển sinh. Giờ là sắp tới, mình phải tìm những cái đối thủ nặng ký hơn để test cái sức mạnh của mình hiện tại các bạn ạ. Và bạn nào có nhu cầu mạp Roblox, Lovefruit hay là Unit Talent thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình tìm kiếm một đối thủ thực sự của hiệp sĩ chiến sinh. Còn bây giờ thì bye bye.